ngày 25 tháng 7 năm 2019, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2019 tại tỉnh Vĩnh Long. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng, sạt lở bờ sông, ước thiệt hại khoảng 7,6 tỷ đồng. Trong đó, đáng kể nhất là sạt lở xảy ra 119 tuyến trên điểm trong nội đồng và sông chính, làm mất 3.454 mét bờ sông, kinh rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến 288 hộ dân. Hiện tỉnh có một khu vực sạt lở nguy hiểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố khu vực sạt lở khẩn cấp, đó là sạt lở hai bên bờ sông Long Hồ, khu vực thành phố Vĩnh Long. Tổng kinh phí khắc phục thiên tai đến nay trên 3,3 tỷ đồng. Khó khăn trong công tác phòng chống ứng phó thiên tai của Vĩnh Long hiện nay là nhu cầu kinh phí lớn nên tỉnh còn khó khăn trong việc triển khai các dự án ưu tiên. Tỉnh thiếu nguồn lực để tăng cường năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phòng chống thiên tai còn hạn chế. Khoa học công nghệ chưa được áp dụng trong việc hỗ trợ, ra quyết định như số hóa cơ sở dữ liệu và bản đồ thiên tai, các phần mềm thống kê, tổng hợp, công nghệ diễn thám, GPS. Vĩnh Long kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hỗ trợ tỉnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý, khai thác, bảo quản công trình thủy lợi, khoa học công nghệ để phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu. Bên cạnh hỗ trợ tỉnh nghiên cứu giải pháp công nghệ mới khắc phục sạt lở, tiếp tục duy trì và tăng hỗ trợ nguồn lực ổn định, dân cư dùng sạt lở. Quy định về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.